con đường thăng tiến của cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước khi bị bãi nhiệm khai trừ ra khỏi đảng. Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định về công tác nhân sự tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bà Hoàng Thị Thúy Lan còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước khi bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, bà Hoàng Thị Thúy Lan là một trong số ít nữ bí thư tỉnh ủy có con đường quan lộ khá thuận lợi với xuất thân là một giáo viên. Sau đây là tiểu sử và quan lộ của bà Hoàng Thị Thúy Lan. Tiểu sử bà Hoàng Thị Thúy Lan Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh ngày 6 tháng 5 năm 1966, quê quán ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng 17 tháng 6 năm 1995, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cử nhân luật. Quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997 Bà Lan là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú, sau là tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Tránh Văn phòng, Tránh Văn phòng Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Tránh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, giữ chức vụ bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006, giữ chức vụ bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009 là chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2010, bà Lan là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2012 là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến tháng 2 năm 2015, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15 họp kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, Bà Lan được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, viết tắt là Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với bà Hoàng Thị Thúy Lan do dính líu đến sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Còn có loạt lãnh đạo cấp cao của các tỉnh bao gồm Ông Lê Duy Thành, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Cao Khoa, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Trung Hoành, Tránh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long. Trước đó vào ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt ba cán bộ ở tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, 47 tuổi, Phó Tổng giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên và Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn là lao động tự do. Phạm vi điều tra được xác định tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cảnh sát bước đầu xác định các bị can nói trên đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Từ vụ bắt bí thư Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, lộ diện loạt sai phạm ở tập đoàn Phúc Sơn. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch, có quy mô vừa phải hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, đến năm 2015, công ty Phúc Sơn đã bất ngờ vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, Tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 ha, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên, tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường. Công ty Phúc Sơn đã bán thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ông Đặng Trung Hoành, Tránh Văn phòng huyện ủy Mang Thít tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi cùng 4 cá nhân khác có liên quan những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại